gia đình. Hôm nay nghị sĩ dân thường được hạnh diện đến để chia buồn cùng gia đình là anh Bảy tôi đã ra đi. Ông năm nay 97, dân thường mới có 83, Tết này 84, nhỏ ông rất 13 tuổi rồi. Nên là còn thằng em đến thăm nhà anh. Trước nhất nghị sĩ dân thường xin thay lời số anh em ca nhạc sĩ có mặt hôm nay chúc mừng gia đình cũng như đồng chí cô bác anh chị các bạn cùng các em các cháu quý mến được dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi lớn. Và bây giờ hôm nay dân đường đến đây cũng có đứa dâu của dân đường, đó là Thanh Trúc, tiếng hát huy chương vàng tỉnh Bình Dương năm 98, xin hân hạnh đến với gia đình cũng như là đến để chia buồn cùng gia đình lên bảy. Để Thanh Trúc hôm nay đến với bản giọng cổ mang tên Điệu Buồn Phương Nam. Trước khi Thanh Trúc đến, mong quý cô bác anh chị các bạn cùng các em các cháu quý mến hãy cho Thanh Trúc một tràng pháo tay. Gia đình bắt đầu trên cơ cổ thì Thanh Trúc là con của nghệ sĩ Ngọc Cầm, là em của cậu Bảy, thì giờ con thấy má con đến chia buồn đến là cậu Bảy con đi diễn, thì con là Thanh Trúc xin cậu Bảy bài ca cổ được mang tên Điều Buồn Phương Nam. Sao
Gặp bao
Bye.